Người dân rõ ràng là có lý do để bức xúc trước những tăng giá bất thường. Bởi tính theo giá điện mới thì hóa đơn tiền điện đã tăng cao đến 35%, hơn rất nhiều so với thông báo trước đó của EVN là chỉ 8,36%. Vậy thực chất hóa đơn tiền điện tăng cao do đâu và việc áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 6 bậc thang có phù hợp hay không? Phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có phần nào có câu trả lời. Hàng loạt khách hàng dùng điện trên cả nước bất ngờ khi phải thanh toán hóa đơn tháng vừa qua đều tăng bất thường. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thừa nhận số tiền điện hóa đơn kỳ tháng 4 năm 2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước ít nhất trên 35%. Có lý giải cho rằng hóa đơn tăng là một phần do nhu cầu sử dụng điện tăng. Hai cái sản lượng tiêu dùng khác nhau thì dẫn đến là cái hóa đơn tiền điện hoàn toàn khác nhau thì không có gì ngạc nhiên cả. Thế chúng ta cũng nhìn thấy là vừa qua thì cái đợt nắng nóng mà tương đối là sớm, mùa hè đến sớm cho nên tôi nghĩ rằng cái sản lượng tiêu dùng tăng rất là nhiều. Tuy nhiên, với nhiều khách hàng cho rằng lý do này chưa thuyết phục, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra thang bậc tính giá điện của ngành đã lỗi thời. Với người nghèo, mức sử dụng điện ít dưới 100 kWh được hưởng mức giá ưu đãi. Tuy nhiên thực tế, tỷ lệ hộ sử dụng dưới 100 kWh là rất thấp. Chủ yếu các gia đình sử dụng trong khoảng từ 200 đến 300 kWh. Ngoài ra, cách tính giá lũy tiến, khoảng cách giữa mỗi bậc là bao nhiêu so với giá bình quân cũng cần phải tính toán lại. Những cái bất cập ở đây là chia làm 6 bậc thì hai bậc đầu ấy thì giá thấp hơn giá điện bình quân từ 0 đến 50 kWh và từ 51 đến dưới 100 kWh điện thì giá thấp hơn giá điện bình quân vào khoảng dưới 10%. Nhưng bên cạnh đó từ bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6 thì cái giá bán lẻ điện bình quân ở bậc này thì cao hơn rất nhiều so với bán lẻ điện bình quân. Một là nó phụ thuộc vào cái tổng tiêu dùng và cái cách tính của EVN. Thứ hai nữa nó phụ thuộc vào cái nhóm người tiêu dùng. Tôi lấy ví dụ như là những cái người tiêu dùng chỉ dưới 100 kW thì có lẽ là mức tăng nó khoảng 8,36 theo cái mức mà giải trình. Nhưng mà với cái mức tăng cao hơn thì cái hệ lũy tiến của những bậc thang về sau nó rất là nhanh. Do đó nó cũng tăng cao hơn mức trung bình. Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ trong tháng 4 khi áp dụng giá điện bán lẻ bình quân tăng 8,36% cộng với hai đợt tăng giá xăng dầu thêm gần 4.000 đồng đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên 0,31%. Vì vậy, việc đánh giá tác động gián tiếp của tăng giá điện là động thái cần thiết. Tôi nghĩ rằng cái việc đánh giá lại là cái điều mà cần thiết. Trước nhất là chúng ta biết rằng công ty điện đã bị lỗ trong nhiều năm và họ cũng kiềm chế cái việc mà tăng giá điện. Cái liệu rằng cái việc mà tăng giá điện với một cái tỷ lệ là trên 8% nó có phù hợp hay không? Hay là có thể là cần phải tăng cao hơn, cũng có thể là phải tăng ở một cái tỷ lệ nó thấp hơn. EVN vẫn có tỷ lệ chi phối lớn trong các công ty phát điện, phân phối điện cũng như đang quản lý Trung tâm Điều độ Điện lực Quốc gia. Tức là đơn vị này vừa độc quyền bán, vừa được vận hành thị trường điện cạnh tranh. Vì vậy, theo các chuyên gia, Việt Nam nên xem xét khâu nào tư nhân có thể đảm nhận thì trả lại cho tư nhân. Có như vậy, người dân mới được hưởng lợi và cũng không phải chịu giá độc quyền từ EVN.